Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lễ sư Kinh Tuệ, dạ con kính lễ cô tu nữ Diệu Bảo, con kính lễ quý sư quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới, lễ bái tam bảo. Kính xin tất cả tất mít cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái tam bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai lên thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái tam bảo ạ. Dạ xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lãnh lễ sư Tinh Tuệ, kính chào cô tu nữ Diệu Bảo, kính chào toàn thể quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghi ca mê cha rù pê ghi ri si ca ra ta tê chan ta lê khê vi ma nê đi pê ra thê cha ga mê ta rù wa na ga ha nê ghê ha wát thùm hi khét tê phùm ma cha giang tu đê wa cha la tha la vi sa mê Yakha ganthabana gatithanta santike yang muni waha wachanang sathavo me sunam tu thammas sawanakalo ayam phadanta thammas sawanakalo ayam phadanta thammas sawanakalo ayam phadanta. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Chami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami Chami tati yampi sanghang saranang gacchami ititi so bhagava arahang samma sambuddho viccacana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasa tati sattha deva manussanang buddho bhagava Sinatthi me saranang anyang, buddho me saranang warang. Etena satcha vachena hotu me chaya mangalang. Uttamangena vandehang padapamsum varuttamang. Buddhe yo kalito doso buddho kamatutang mamang. Swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang vedita bovinyo heti natti me saranang anyang dhammo me saranang varang etena satchavat chena hotu me chaya mangalang Uttamangena vandehang thammang chaduvithang varang thammeyo kalito doso thammo kamatutang mamang supattipanno bhagavato savaka sangho ucupattipanno bhagavato savaka sangho nyayapattipanno bhagavato savaka sangho samicipattipanno bhagavato savaka sangho yadidam cattari purisa yugani attha purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakkhineyo
Anjali karaniyo anuttarang punya khetang lokasa sinati me sanang anyang sangho me sanang warang etena satjawat jena hotu me jaya manggalang Uttamangena vandehang sankhaing chaduvithop tamang sankheyo kalito doso sankho kamatutang mamang vandami cheti yang sabbang sabbathane supatit thitang saririkatha tumaha bothing buttharupang sakalang sada Sambuddhe attha visaṃca dvadasaṃca sahas sakke paṃca satasahas sāni namāmi sirasāṃ te saṃ dhammaṃca saṅkhaṃca ādarena namāmihaṃ namakāranupāvenaṃ tvā sabbe upaddave aneka Antaya pivinasanto ase sato sambuddhe pancha panya sancha chatuvi sati sahas sakke dasa sata sahas sani namami sirasa ahante sang dhammancha sankhancha adarena namami hang namakaranu pavena Wasap be upat dawe aneka antaraya diwinas santo ase sato sambutte nabutta rasate atta chatta leisa sahas sake wisati sata sahas sani namami sirasa aham te sang dhammang cha sangkhang cha adarena namami hang Namakaranu pawe naham tva sabbe upaddave aneka antaraya pivinas santo ase sato sabbe purati maya disaya satta avera sukhi hontu sabbe purati maya anudisaya satta avera sukhi hontu sabbe Đề đắc khi na ya đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp Đề đắc khi na ya anu đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp Đề bắt chi ma ya đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp Đề bắt chi ma ya anu đi xa ya sát ta Awe ra su khi hòn tu sắp Đề uttara ya đi xa ya sát ta Awe ra su khi hòn tu sắp Đề uttara ya nu đi xa ya sát ta Awe ra su khi hòn tu sắp Đề uparima ya đi xa ya sát ta Awe ra su khi hòn tu sắp Đề hết thi mà ya đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp Đề sát ta A về ra hòn tu su khi ta Hòn tu nít đúc khà hòn tu áp chà Bách chà hòn tu á ni khà hòn tu đi khà Yú khà hòn tu á rô gà hòn tu sâm phát tì hi sa mít Chàn tu su khi áp ta năng ta đi ha ram tu đúc khắp phát ta cha nít đúc kha ta giáp phát ta cha nít pha ya so khắp phát ta cha nít so ca hòn tu sắp đề vị pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca Bùn nhăn nô anu mô đàn tu chi răng rác khám tu sa sa năng A ca sát tha cha phùm ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca Bùn nhăn nô anu mô đàn tu chi răng rác khám tu nô ga ru A ca sát
tha cha phum ma tha đề wa na ga ma hết thi ca buôn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc thành tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề wa na ga ma hết thi ca buôn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc thành tu pa ni nô a ca sát tha cha phum ma tha đề wa na ga ma hết thi ca buôn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rắc thành tu nô sa đa y đăng wa ta nô buôn nhân a sa wa ca ya wa hăng hô tu a na ga tê ca lê sa thú sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính chúc đạo hữu, các quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin chào các học viên. Và hôm nay chúng ta học tiếp phần xin chào phần nhị đề kinh. Trước khi nghe giảng thì chúng ta đọc lại phần bài học. Đọc bài học xong rồi chúng ta sẽ nghe giảng phần tiếp theo. Bây giờ sư đọc trước rồi sau đó mỗi mời các tử học viên chúng ta giơ tay lên để chúng ta đọc để mình nhớ được một ít từ ngữ Pali. Giờ phần này là phần recording in progress. Phần này thì phần bài mới, tôi chỉ đọc phần bài mới thôi. Một lát các tử mình thì mình đọc mỗi người hai trang, tức là ôn lại một trang bài cũ rồi một trang bài mới. Nhị đề số 23. Thana kusala ta cha athana kusala ta cha, thiền xảo về vị trí và thiền xảo về phi vị trí. 24. Acha vô cha matta vô cha, chánh trực và nhu thuần. 25. Khanti cha so rách chanh cha, nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26. Sa khaliyanh cha Pati Santha Rocha, cam ngôn và tiếp đại. 27. Inti Yesu Agbutta Dwarata Cha Phu Chane Matanyuta Cha, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. 28. Inti Yesu Cha Inti Yesu Agbutta Dwarata Cha Phu Chane Matanyuta Cha, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Lại lần nữa ha. 23. Thana kusala ta cha athana kusala ta cha, thiền xảo về vị trí và thiền xảo về phi vị trí. 24. Acha vô cha matta vô cha, chánh trực và nhu thuận. 25. Khanti cha sorachanh cha, nhẫn nại bằng nghiêm tịnh. 26. Sa khaliyanh cha pati santharo cha, cam ngôn và tiếp đại. 27. Inti yesu agutta dwarata cha phujane amattanyuta cha, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. 28. Inti yesu agutta dwarata cha phujane amattanyuta cha, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc bài. Đọc hai trang ha, mỗi người đọc hai trang. Dạ, dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư. Con xin chào cả lớp, như con xin đọc bài. Apatti kusala la ta cha, apatti buddhana kusala ta cha,
thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Samma patti kusalata cha, samma patti buddhana kusalata cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Tha tu kusalata cha, manasikara kusalata cha, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. Ayatana kusalata cha, paticca sammuppada kusalata cha, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ, xin sư đẩy lên xin con ạ. Hai mươi ba, thana kusalata cha, athana kusalata cha, thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. 24. Accha vô cha, matta vô cha, chánh trực và nhu thuận. 25. Khanti cha, sorachan cha, nhẫn nại và nghiêm tịnh. Sa khá la danh cha, vasi santaro cha, cam ngôn và tiếp đãi. In bri yesu agutta dwara rata cha, ho cha ne amattanyuta cha, amattanyuta cha, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. In bri yesu agutta dwara rata cha, ho cha ne mattanyuta cha, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ con xin đọc xong rồi thưa sư. Rồi mời người tiếp theo. Dạ. Dạ mời chị Kim Cúc ạ. Dạ. Con xin đảnh lễ sư và xin chào các lớp cô xin đọc ạ. Câu 19. A bát tí cú sa lá ta chá. A bát tí quýt tha na cú sa lá ta chá. Thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Câu 20. Samma patti kusala la kusala ta cha, samma patti buddhana kusala ta cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Câu 21. Tha tu kusala ta cha, mana sikara kusala ta cha, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. Câu 22. Aya tana kusala ta cha, patik cha sa mubbada kusala ta cha, thiện xảo về xứ và thiện xảo về ý tương sinh. Dạ thưa sư đẩy lên con. Câu 23. Tha ná cú sa lá tà chá, ác tha ná cú sa lá tà chá, thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. Câu 24. Ác chá vô chá, mắc đá vô chá, chánh trực và nhu thuận. Câu 25. Khanh tí chá, sô rách chanh chá, nhẫn nại và nghiêm tịnh. Câu 26. Sa khá lá danh chá, bá tí sàn thà rô chá, cam ngôn và tiếp đãi. 27. Increase xuống agutta dorata cha, phu cha ne amattanyuta cha, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. Câu 28. Increase xuống agutta dorata cha, phu cha ne amattanyuta cha, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ bài sư. Ta để ý câu cái gì đề 26 mình có chữ sa khát danh chát, sa khát danh chát, tại cái chữ lát quý giá trong trường hợp đó nó là phụ âm ghép, sa khát danh chát, sa khát danh chát, đọc nhanh lên danh. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ cảm ơn sư. Dạ xin mời Hồng Mai. Dạ xin đọc bài ạ. Số 19. Apatti kusalata cha, apatti buddhana kusalata cha,
thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. Samapatthikusalata-cha, Samapatthivuttanakusalata-cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thatukusalata-cha, Manasikara-kusalata-cha, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatanakusalata-cha, Patuchasamuppada-kusalata-cha, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Để lên 23. Thana kusalata cha, thana kusalata cha, thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. 24. Achavo cha mắt đá vô cha, chánh trực và nhu thuận. 25. Hành tí cha sorat chanh cha, nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26. Sakhalyan cha patisantaro cha, cam ngôn và tiếp đãi. 27. Chúa Giêsu Agustá Đoà Rát Ta Chá Phô Chá Nề Anát Tình Như Ta Chá, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. 28. Chúa Giêsu Agustá Đoà Rát Ta Chá Phô Chá Nề Mát Tình Như Ta Chá, phòng hộ môn quyền và con không thấy rõ và tiết độ vật thực. Dạ, con đã đọc xong ạ. Rồi, mời người tiếp theo. Dạ, xin mời Tô Quốc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc Abhati Kusala Tacha, Abhati Buddha Na Kusala Tacha, thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. Samabhati Kusala Tacha, Samabhati Buddha Na Kusala Tacha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xúc định. Thà tú kusala tà chá, manasi ka ra kusala tà chá, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. Ayatana kusala tà chá, bhaticca sammuppada đất cú sa lá ta chá, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ sư, ông kéo lên nhìn con à. Câu 23. Thà ná cú sa lá ta chá, áp thà ná cú sa lá ta chá, thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. Á chá vô chá, mắt đá vô chá, chánh trực và nhu thuận. Khánh tí chá, sô rát chanh chá, nhẫn nại và nghiêm tịnh. Xá khá lý dành chá, bá tí sành thà rồ chá, cầm ngôn và tiếp đãi. In ri dê xú á gút tá đò ra tà chá, vô chá nề âm mắt tành nhu tà chá, không phòng hộ môn viền và biết tiết độ vật thực. In ri dê xú gút tá đò ra tà chá, phù chá nề mắt tành nhú và chá, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi, mời người tiếp theo. Dạ, xin Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Câu số 19. A bát tí kusala ta chá, A bát tí vuttha ná kusala ta chá, thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Câu 20. Samatatti kusalata cha, Samatatti buddhana kusalata cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xác định. Câu 21. Thatu kusalata cha, Manasikara kusalata cha, thiện xảo về giới và thiện xảo về tác ý. Câu số 22. Ajatana kusalata cha, Paticca Samuppada Kusalata Chá, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh.
Câu số 23. Thana kusala ta chá. Ethana kusala ta chá. Thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. Câu số 24. Achavu chá. Nathavu chá. Tránh chức và nhu thuận. Câu số 25. Khanti chá. Sorak tranh chá. Nhẫn nại và nghiêm tịnh. Câu số 26. Sakhani danh chá. Patisanthazo chá. Kamon và tiếp đãi. Câu số 27. Indrije su. Avuttadva jata chá. Hồ chân nề. Amatanh nhuta chá. Không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. Câu số 28. Indrije su. Uttadva jata chá. Phổ chân nề. Mắt tanh như tà chá. Phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ, bạch sư con đã đọc xong ạ. Dạ, xin mời tin mã. Dạ. Chúc kêu chúng sức cùng con. Con kính lễ sư và xin chào tất cả. Chúc quý vị. Dạ, con xin đọc câu 19. Abatti kusala tà chá. Abatti Uthana Kusala Tacha. Thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. Câu 20. Sema Bhatti Kusala Tacha. Sema Bhatti Uthana Kusala Tacha. Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xúc định. Câu 21. Thà tú Kusala Tacha. Manasikara kusala tacha. Thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. Câu 22. Ayatana kusala tacha. Paticca samuppada kusala tacha. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Thầy sư kéo lên giúp con. Câu 23. Thana kusala tacha. Athana kusala tacha. Thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. Câu 24. Achavo cha. Madhavo cha. Chánh trực về nhu thuận. Câu 25. Khanti cha. Surat chanh cha. Nhẫn nại và nghiêm tịnh. Câu 26. Srekhan danh cha. Pati sang thật rô ché kèm ngôn và tiếp đãi. Câu 27. Inri giê su agutta dore reta ché phù trê nê amat tình nhú ta ché không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. Câu 28. Inri giê su agutta dore reta ché phù trê nê mắt tình nhu ta ché phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ thầy sư con đã đọc xong, con cảm ơn. Dạ xin mời An Nhiên ạ. Dạ con kính lãnh lễ sư và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc ạ. 19 Abatti kusala ta cha. Abatti uthana kusala ta cha. Thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. 20. Sama bhatti kusala ta cha. Sama bhatti uthana kusala ta. Nhập định và thiện xảo về xúc. 21. Tha tu kusala ta cha. Manasikara kusala ta cha. Thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusala ta. Thiện xảo về xứ, thiện xảo về y tương sinh. Hai mươi ba. Thana kusala ta chá. Athana kusala ta chá. Thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. 24. Achavo chá má. Mattavo chá. Chánh trực và nhu thuận. 25. Khanh tí chá, sô rách chanh chá, nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26. Sa khá, lý danh chá, bách tí sân tha rô chá, cam ngôn và tiếp đãi. 27. In trí dê xú, áo
Cha không hồng hồn và không thực. 28. In đi về su gút ta đò rát ta cha bồ cha nề mắt ta nhú ta cha phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Thư sư. Dạ, xin mời Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. 19. A pá tí cú xá lá tà chá. A pá tí vút thà ná cú xá lá tà chá. Thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. 20. Sa mà pá tí cú xá lá tà chá. Sa mà pá tí vút thà ná cú xá lá tà chá. Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Tha tú cú xá lá tà chá. Ma ná xí. Cà rá cú xá lá tà chá. Thiện xảo về giới. Thiện xảo về tác ý. 22. A giá tá ná cú xá lá tà chá. Pa tích chá sa múc pa đá cú xá lá tà chá. Thiện xảo về xuất về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Đã. 23. Thà ná cú xá lá tà chá. A thà ná cú xá lá tà chá. Thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. 24. A cha vô chá. Mát đá vô chá. Tránh trực và nhu thuận. 25. Khăn tí chá. Sô rách chăn chá. Nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26. Xà khá đi dần chá. Pa tí sần thà rồ chá. Cam ngôn và tiếp đãi. 27. In tí rê xú. Ajuta đoà rá tà chá phô chá nề amat tàn nú tà chá không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. 28. Intre sú gút tá đoà rá tà chá phô chá nề mát tàn nú tà chá phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ, bạch sư, con đọc xong rồi, con cảm ơn ạ. Dạ, xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư, xin đọc bài. 19. Apatti kusala ta cha. Apatti vutha na kusala ta cha. Thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. 20. Samapatti kusala ta cha. Samapatti vutha na kusala ta cha. Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Tha tu kusala ta cha. Manasikara kusala ta cha. Thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusala ta cha. Patichcha samuppada kusala ta cha. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. 23. Thana kusala ta cha. Athana kusala ta cha. Thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. 24. Achavo cha. Madavo cha. Chánh trực và nhu thuận. 25. Khanti cha. Sora chan cha. Nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26. Sakhaliyan chá, Pati Santaro chá, cam ngôn và tiếp đãi. 27. Iriyesu, Aguta Dwarata chá, Phochane, Amatanyuta chá, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. 28. Iriyesu, Aguta Dwarata chá, Phochane, mấy tài nhú tà chá phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thật. Dạ, thưa sư, xin nói. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. 19. À bát tí cú sa la tà chá. À bát tí vú thà na cú sa la tà chá. Thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. 20. Sa mà bát tí cú sa la tà chá. Sa mà bát tí vút thà na cú sa la tà chá. Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thà tú cú sa la tà chá ma na si ca ra cú sa la tà chá. Thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. À ya ta na cú sa la tà chá ba tích chá sa mút bà ra cú sa la tà chá. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Hai mươi ba. Thà na cú sa la tà chá át thà na cú sa la tà chá. Thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí.
24. Ách cha vô cha mát đa vô cha, chánh trực và nhu thuận. 25. Khàn ti cha sổ rách chành cha, nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26. Xà khà linh già cha pa ti sàn thà rồ cha, cam ngôn và tiếp đãi. 27. In ri dê su a vút ta đòa ra tà cha phổ cha nề a mát tành nhu tà cha, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. 28. In ri dê su vút ta đòa ra tà cha phổ cha nề mát tành nhu tà cha, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ con đã đọc bài xong, dạ con kính tri ân sư. Dạ có vị nào đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư chắc hết rồi ạ. Dạ con kính dâng mic đến sư. Rồi chúng ta chuyển sang phần bài học ha. Về như đề số 22 thì mình có câu pháp đó là số 43 và 44. Thì 43 ở đây đó là Ajatana Kusala Tacca, là thiện xảo về xứ, và 44 đó là Paticca Samuppada Kusala Tacca, thiện xảo về y tương sinh. Thiện xảo về y tương sinh. Bây giờ chúng ta sẽ lật ra ở cái mục thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh, mình đọc chung sư tí đi, có ai để cho có nó bạn có nó có bài liên tục ở trang 344 ở mục 857, ai có sách sẵn lật ra để Dạ, thưa sư, con đọc nha. Rồi, đọc. Dạ, câu 857. Ở đây thế này là thiện xảo về xứ, tức 12 xứ là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. Pháp là trí hiểu rành mạch về xứ của các xứ ấy, hiểu rõ .. vô si trạch pháp chánh kiến, đây được gọi là thiện xảo về xứ. Ở đây thế này là thiện xảo về y tương sinh, tức vô minh dương hành, hành dương thức, thức dương danh sắc, danh sắc dương sáu xứ, sáu xứ dương xúc, xúc dương thọ, thọ dương ái, ái dương thủ, thủ dương hữu, hữu dương sanh, sanh dương lão tử, sầu bi khổ u não phát sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn ấy. Pháp là trí hiểu rành mạch y tương sinh, hiểu rõ .. trùng .. vô si trạch pháp chánh kiến, đây được gọi là thiện xảo và y tương sinh. Rồi, như đó đi. Dạ. Hôm trước nói cái chữ thiền xảo mà mình bên nhắc các tử mình cái chữ Bali. Chữ thiền xảo ở đây, cái chữ Bali của nó là chữ Kusala. Kusala ở đây thường dịch là gì? Coi nhớ. Thiền. Đúng rồi, thường dịch là thiền á. Ví dụ như là Kusala Chitta là tâm thiện. Kusala Chitta là tâm bất thiện. Còn chữ ta ở đây là tiếp từ ngữ họ thêm vào thôi, người ta thêm vào thôi. Thêm bảo trong trường hợp này thì nó thường nó trở thành là cái ta đi, nó thường xài cho cái danh từ trung tính
nữ tính, xin lỗi, nữ tính. Cho nên ở đây chúng ta để ý, ở đây cái chữ Kusala trong trường hợp này người ta gọi dịch nó là thiền xảo, thiền xảo. Còn chữ Ayatana, Ayatana dịch là xứ. Chữ Ayatana ngoài ra trong Bali mình còn có cái chữ là chữ Ratha. Ratha mình cũng dịch là xứ, nhưng mà xứ ở trong trường hợp đó nó là quốc độ, là nước. Ví dụ nước Việt Nam, Việt Nam Ratha, Nam Ratha, ví dụ vậy. Thì nó cái đó nó dịch cũng trùng nhưng mà nó xài trong cái ý nghĩa khác nhau, cái tiếng Bali nó khác nhau. Thì ở đây đó là theo cách giải thích ở trong chánh tạng cho mình thấy nãy đó, thì cái chữ xứ ở trong trường hợp này này đó là chỉ cho sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ ở đây là chỉ cho sáu giác quan để nhận thức sáu đối tượng, tức là sáu ngoại xứ. Giờ ai kể cho sư chia ở đây thì ta đã liệt kê cho mình đủ 12 xứ theo cái cách trình bày giải thích ở trong chánh tạng. Giờ mình sẽ phân ra cái nào là thuộc về nội xứ, cái nào là ngoại xứ. Ai phân nội xứ ngoại xứ cho sư ca? Ok, là phân được. Dạ thưa con. Cái nào là sáu, cái nào là ngoại xứ? Dạ thưa con. Dạ thưa con. Rồi, con xin. Dạ. Thưa nhãn xứ là nội xứ. Sắc xứ. Là một lọt hết đi. Cái nào thuộc dạ. Nội xứ liệt kê nữa coi. Một lọt hết. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ là nội xứ, thưa sư. Là mấy nội xứ, có bao nhiêu nội xứ? Đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, dạ thứ 6 sư. Rồi ngoại xứ là sắc xứ, tinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc thân, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Rồi. Có sáu ngoại xứ nữa thưa sư. Sáu ngoại xứ, tức là mình có 12 xứ. Mình có 12 xứ. Thì nếu mà nó chia làm hai thì chắc chắn là gì? Nó là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ nó là sáu tượng để nhận thức, sáu nội xứ là sáu giác quan để nhận thức, sáu ngoại xứ. Yeah. Thì cách liệt kê ở trong chánh tạng ở trong trường hợp này cho chúng ta thấy là liệt kê theo cặp, tức là một cái ngoại xứ, nội xứ, một cái ngoại xứ. Vì ở đây đó là sắc xứ nó là đối tượng của nhãn xứ. Và tương tự đối với nhĩ xứ và thinh xứ là một cặp của nó, tỷ xứ và khí xứ là một cặp của nó, thiệt xứ và vị xứ là một cặp của nó, thân xứ và xúc xứ là một cặp của nó, ý xứ và pháp xứ là một cặp của nó, đó là 12 xứ. Thì ở đây nói 12 xứ á, thì chúng ta nhớ lại cái bài trước chúng ta liệt kê về ở trong chánh tạng liệt kê cho mình về 18 giới. Thì nó chỉ khác gì thay vì ở đây là chữ xứ thì cái bài trước là giới. Ở đây 12 là vì nó cắt ra gì? Ví dụ bây giờ mình sẽ thay nó cho là giới thì nó là nhãn giới. Rồi sắc giới. Rồi gì nữa? Dạ nhãn thức giới thưa sư. Nhãn thức giới nó thêm cái nhãn thức giới nữa. Thì nó bỏ ra cái phần thức nó đi thì ở đây nó chỉ còn lại đó là nhãn xứ và sắc xứ. Vì chúng ta nếu mà chúng ta học chúng ta để ý như vậy á thì việc nhớ 12 xứ hoặc là 18 giới nó không có khó, nó chỉ thêm một cái như vậy thôi.
Dạ, dạ thưa sư cho con hỏi. Dạ con hỏi ạ. Hỏi đi. Dạ, ở trong cái câu mà định nghĩa nãy thưa sư. Rồi ở trong đó nó chấm chấm trùng. Trùng trùng là cái ý nói chi vậy sư? Trùng ở đây tức là trước đây nó có những câu mà nó cũng lặp đi lặp lại giống như vậy đấy. Nó lặp lại ở phía trước ấy, cái phần nào mà nó giải thích tả phía trước này á, mình có rất nhiều câu đã nói về cái phần này. Nghĩa là trước trong cái đoạn này nữa hả sư? Chứ không phải là... trước trước đây nữa nó có cái phần giải thích như thế này rồi, cho nên người ta không có viết lại nữa, nó xem lại ở phần trước cái phần nào mà giải thích liên quan đến cái chữ. Thí dụ ở đây mình đang nói về gì? Đang nói về ví dụ như ở đây nói về xứ, thì chúng ta sẽ tìm lại ở phần trước phần nào nó có giải thích về xứ thì nó sẽ có mấy cái này. Lặp lại cái phần nào mà nó có liên quan đến cái chữ xứ, mình coi lại cái phần này. Mà sao tìm khó quá sư ơi, con tìm hoài con không thấy. Nó không chánh tạng mà nó không dễ vì gì pháp mà. Dạ. Mấy cái câu trước con cũng tìm chữ trùng là cái gì mà con tìm hoài con không thấy được là trùng phải phần nào. Tức là mình phải biết xem nó nằm ở trong cái phần nào. Cái phần nào mà dạy đang nói về xứ thì chúng ta phải tìm nó cái đó thì nó mới được. Còn nếu mà chúng ta không tìm được đúng chỗ cái phần của nó thì chúng ta tìm nó không ra. Tại phải có rồi thì ta mới nói trùng được, chứ không có làm sao ta nói trùng được. Và ở trong đây chúng ta thấy là xài cái chữ trùng rất là nhiều. Dạ, xài chữ trùng rất là nhiều luôn. Xài chữ trùng rất nhiều. Lý do là ở phía trước này là người ta đã có giải thích rồi. Dạ thưa sư, là trong cái quyển sách này luôn á, hay là quyển sách khác? Trong quyển sách này đi, trong quyển sách này rồi. Trong quyển này luôn, sao con tìm? Các bạn giải thích cho cái trong cái quyển sách này. Và cái quyển này là cái quyển đầu tiên mà. Chẳng hạn như là... Để thì sao đấy, sư tìm lại, sư liệt kê cho các tử một số. Quyển sách thì thôi rồi, mà con đi tìm thì sao phải xúc. Tội tìm không biết cái trùng chỗ nào. Dạ con triền sư ạ. Dạ con đi tìm nữa. Dạ con tìm hoài con không thấy. Dạ cảm ơn sư con hiểu rồi. Để vì sao sư sẽ liệt kê cho các tử một vài chỗ như vậy rồi để sao mình sẽ tìm. Thì thiền xảo về xứ ở đây đó là tức là vì ấy biết cái xứ này á, là nó chỗ nương cho các pháp nào để mà nó sanh khởi. Thí dụ như là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn nó là chỗ nương cho nhãn thức, nó là chỗ nương cho nhãn thức sinh khởi để bắt lấy cảnh sắc. Để bắt lấy cảnh sắc thì đó là trường hợp mà thiện xảo về xứ, tức là biết ở đây cái nhãn xứ đó là nó là sắc thần kinh nhãn là chỗ nương để nhãn thức sanh khởi, và sắc xứ ở trong trường hợp này đó là nó là cảnh sắc là đối tượng của nhãn thức. Biết như vậy để làm gì? Thiền xảo ở trong trường hợp này là để làm gì? Tại thông thường á, ví dụ như là với người phàm phu mình không biết ở trong trường hợp này á, thì mình sẽ thấy là sao? Khi mắt thấy cảnh sắc thì nó sẽ dẫn đến cái tà kiến là gì?
là ta thấy. Là ta thấy. Rồi cảnh sắc là của ta và mình muốn sao? Cái cảnh sắc này thuộc về mình. Muốn sở hữu nó làm cho mình bị đau khổ. Dạ. Còn cái vị hành giả mà tu tập mà thiền xảo về xứ á, thì người ta biết cái này nó chỉ là, nó là nhãn thức và nó có chỗ nương, đó là sắc thần kinh nhãn. Và sắc xứ ở đây nó chỉ là cảnh sắc. Khi mắt thấy cảnh sắc nó chỉ là như vậy. Rồi tương tự đối với trường hợp mà nhị xứ với thinh xứ. Nhị xứ thì nó là cái gốc của nó là sắc thần kinh nhĩ, nó là chỗ nương cho nhĩ thức sanh khởi để bắt lấy cảnh thinh, để bắt lấy cảnh thinh. Qua nhà vị hành giả thiền sẵn như vậy, cho nên khi mà ví dụ như là có âm thanh đến, dù âm thanh đó là tốt hay là xấu, tức là âm thanh mình vừa lòng hay là âm thanh không vừa lòng, tức là nếu mà âm thanh vừa lòng thì tâm tham cũng không có cơ hội sanh khởi, hoặc là nếu mà sanh khởi rồi vì vậy do mình cái phiền não của mình còn, cho nên thường gặp cảnh vừa lòng thì sẽ sanh tâm tham, thì nếu mà sanh khởi rồi thì cũng dễ dập tắt nó. Hoặc là âm thanh không hài lòng thì tâm sanh dễ sanh khởi, và khi hành giả biết thì nó cũng dễ dập tắt được cái tâm sanh. Thì tương tự đối với trường hợp tỷ xứ là sắc thần kinh tỷ, là chỗ nương cho tỷ thức sanh khởi để biết được cảnh mùi hay là cảnh khí thơm hoặc là thối. Rồi thiệt thức là sắc thần kinh thiệt, là chỗ nương để cho thiệt thức sanh khởi, bắt lấy cảnh vị như là ngọt, mặn, chua, vân vân. Rồi thân thức là sắc thân xứ, là sắc thần kinh thân, là chỗ nương để cho thân thức sanh khởi, bắt lấy cảnh xúc như là sự xúc chạm cơ thể làm cho nóng lạnh, làm cho êm ái hoặc là làm cho đau khổ chẳng hạn. Còn ý xứ đó là chỉ cho, ý xứ là chỉ cho các tâm ngoài ngoài ngũ song thức ba y giới. Còn pháp xứ là chỉ cho cảnh pháp, là đối tượng của ý xứ. Thì đó, tức là mỗi một pháp sanh khởi nó đều có chỗ nương, đều có đối tượng của nó để nó sanh khởi. Giống như là ví dụ như lúc mà mình học về thực tính pháp, để mà nhãn thức sanh khởi thì nó cần có các yếu tố nào? Ví dụ như nhãn thức sanh khởi thì phải có sắc thần kinh nhãn, rồi phải có gì, phải có cảnh sắc, rồi phải có gì, phải có ánh sáng, rồi còn phải có sự tác ý. Tức là nó có những yếu tố đó mà vị hành giả thiền xảo về xứ là biết được nó, biết được nó. Thì cái thiền xảo về xứ biết được nó như vậy để tâm mình, tâm nó không có bị chấp thủ, không có bị tham tà kiến nó chi phối, không bị tham tà kiến chi phối. Về chi pháp thì cái này nó liên quan đến trí tuệ, đến trí tuệ. Cho nên thiện xảo về xứ đó là tâm sở tài quyền, tâm sở tài quyền ở trong trường hợp này thì nó có mặt, nó tương ứng với bốn tâm đại thiền hợp trí, bốn tâm đại tố hợp trí. Tại chúng ta thấy là tâm sở tài quyền khi mà nó có mặt thì vì bản thân nó là
trí tuệ, cho nên nó chỉ có mặt ở trong những tâm mà hợp với trí thôi, tương ưng trí thôi, chứ những tâm ly trí thì không có nó. Cho nên lúc nào mình cũng liệt kê nó là gì, bốn tâm đại thiện, bốn tâm đại tố, hai tâm thông, rồi bốn tâm đạo trong sát na, biết được 12 xứ, biết được 12 xứ. Thì khi mình, thiền xảo về xứ, rồi thiền xảo về y tinh sinh, câu 44, câu pháp số 44. Thì trong cái giải thích, trong cái văn bản chính, văn bản gốc cũng giải thích cho mình như vậy, tức là thiền xảo về y tinh sinh ở đây đó là biết các pháp nó nương với nhau nó sanh khởi, nương với nhau sanh khởi. Và ở đây cái mốc đầu tiên được liệt kê đó là mình bắt đầu từ vô minh. Rồi vô minh duyên cho hành, do vô minh đưa đến cái hành động thiện hoặc là bất thiện, tạo ra cái quả thức tái sanh. Vô minh, do vô minh tạo ra hành động thiện và bất thiện, rồi từ cái hành này nó mới đưa đến thức. Thức thì nó tạo ra đó là cái danh sắc, danh sắc. Rồi hãy có danh sắc thì nó sẽ có sáu xứ. Sáu xứ ở trong trường hợp này đó là chỉ cho sáu nội xứ, sáu nội xứ. Rồi hãy có xứ thì có xúc, có xứ thì có xúc. Mà hãy có sự xúc chạm là có thọ, có sự xúc chạm là có thọ. Thì khi mà có cảm thọ lạc hoặc là khổ, như là cảm thọ lạc, đặc biệt trong trường hợp này đó là thọ lạc, thì ái sẽ sanh khởi. Sự dính mắc sẽ sanh khởi. Và khi sự dính mắc sanh khởi thì sao? Nó dẫn đến chấp thủ, là của ta, là ta, là của ta, muốn sở hữu nó. Và khi khi mà còn có sự chấp thủ, thì sẽ có hữu, tức là sự mong mỏi ước muốn ở cái cảnh giới tái sanh. Và khi mà còn mong mỏi sự ước muốn ở cái cảnh giới tái sanh thì chắc chắn là sao, phải có sanh, còn có sanh. Rồi khi mà có sanh thì sao, lại có là lão tử, tức là có già, có chết, có già, có chết. Và cứ thế, hãy có sanh, có già, có chết, mà còn vô minh thì tiếp tục là gì? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, nó cứ lành, nó cứ tùng tự nó như vậy. Ở đây cách liệt kê đó là liệt kê là vô minh, chứ thật chất là sanh. Tức là các pháp này đó, nó dính liền kết nối với nhau, nó giống như là một cái bánh xe mà nó đang quay và nó không có điểm nào là điểm đầu và điểm kết thúc gì đó. Cách liệt kê vô minh gì để cho mình hiểu như vậy thôi, nó có cái đầu có cái cuối gì thôi, nhưng mà thật chất là sao, cái pháp này đó là con hễ nó có một, chỉ cần có một pháp thôi, bất cứ một pháp nào còn, thì các pháp này nó sẽ nương vào với nhau và nó cứ sanh khởi như vậy. Đó là điều mà ở trong đời sống luân hồi của mình á, khi mà mình không gặp được Đức Phật á, thì mình cũng tạo được các thiền sự, thậm chí là mình chứng đắc được thiền định,
dạ, chứng đắc được thiền định, nhưng mà vì cái phiền não của mình nó vẫn còn. À, thiền định cũng chỉ là sự đè nén phiền não, cho nên hoặc là nếu mình không chứng đắc thiền định mà mình tạo được các thiền sự như là bố thí trì giới chẳng hạn, hoặc là các loại phước khác như là cung kính phục vụ không ạ, thì nó sẽ giúp cho mình tái sanh ở cảnh giới, ở cõi vui. Ở cõi vui nếu mà không có chứng đắc thiền định thì là ở cõi vui dục giới, còn nếu mà chứng đắc thiền định thì ở cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới. Còn nếu mình tạo ác nghiệp thì sẽ tái sanh ở cõi khổ. Và cứ như vậy các pháp này nó nương với nhau, sanh khởi, sanh khởi. Nếu mà không có Đức Phật thì nó cứ cái dòng này nó có kết thúc, nó có kết thúc. Nhưng mà nếu mà có cơ duyên gặp được Đức Phật, được nghe thuyết pháp mình thực hành theo, thì cái đầu tiên của mình đó, ví dụ như là bậc thánh Tu Đà Hoàn, khi mình chứng được bậc thánh Tu Đà Hoàn thì nó sẽ đoạn trừ được là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì cái thân kiến đó là gì? Thân kiến đó là nó liên quan đến chấp thân năm uẩn là ta, là của ta. Thì thân năm uẩn ở đây là năm uẩn là mình nói chi tiết, nhưng mà nó ngắn gọn nó là gì? Là danh sắc, nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây, chấp cái danh sắc này là ta, là của ta. Mà hãy có danh sắc thì sao? Thì nó sẽ có sáu xứ, tương tự nó sẽ có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu, có sanh, lão tử, rồi có vô minh. Tại còn có vô minh cho nên mới chấp danh sắc. Mà hãy có vô minh thì nó lại đưa đến cái hành động, rồi tạo ra cái quả thức tái sanh. Và cứ như vậy. Nhưng mà khi mà chứng được, ví dụ như là chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn, đoạn trừ được thân kiến, tức là không còn chấp cái danh sắc này là của ta, là cái này. Mặc dù cái phiền não tham thì nó vẫn còn, tại ở bậc thánh Tu Đà Hoàn thì nó chưa đoạn trừ được hoàn toàn cái phiền não tham, nhưng mà ít nhất đó là biết cái danh sắc này đó là không phải ta, không phải là ta, không phải là của ta, đó là danh sắc. Rồi hoài nghi tức là không có nghi ngờ gì. Nếu mà thông trong vi diệu pháp giải thích về hoài nghi đó là không có nghi ngờ về quá khứ, về vị lai, về hiện tại đối với cái thân năm uẩn này, không có cái nghi ngờ nữa, tức là nó có sanh khởi, nó có nguyên nhân của nó, chứ nó không phải tự nhiên có, không phải tự nhiên ai cho. Giới cấm thủ thì nó cũng thuộc về tham. Giới cấm thủ thì nó cũng thuộc về tham. Tức là chấp cái trong cái nghi thức tu tập là phải làm như thế này, phải làm như này. Thí dụ như là người tu tập theo hành con bò thì họ bắt buộc là phải cố gắng hành trì đúng theo đúng như hành con bò vậy, với cái ý nghĩ là làm như vậy nó sẽ được giải thoát như vậy. Nhưng mà trong ba cái đầu tiên đó thì cái quan trọng vẫn thấy vẫn để cái quan trọng đó cho mình thấy là ở đây đó là đoạn trừ được thân kiến, rồi đoạn trừ được hoài nghi, đoạn trừ được thân kiến, đoạn trừ được hoài nghi. Rồi ở cái mức độ cao hơn nữa đó là mấy đoạn trừ gì? Đoạn trừ được làm giảm nhẹ dục ái và sân. Rồi ở bậc thánh A-na-hàm mấy đoạn trừ được hoàn toàn đó là dục ái và sân.
thì dục ái và sân á, lúc bây giờ tâm tham mà trong việc hưởng thụ ngũ dục á, thì nó đã kết thúc, nó không có điều kiện sanh khởi nữa khi mà chứng đắc được bậc thánh tu đồ quân. Nhưng mà bây giờ cái tâm tham mà nó vẫn đưa đến cái cảnh giới tái sanh á, nó vẫn còn cho nên bậc thánh A-la-hàm á, sau khi chết thì vẫn còn tái sanh. Còn tái sanh nếu mình phân tích theo quy luật pháp thì bậc thánh A-la-hàm vẫn còn, đó là bốn tâm tham ly tà. Mà trong bốn tâm tham ly tà đó, nếu mình phân tích theo 10 điều kiết sử thì mình có là ái sắc, rồi ái vô sắc, rồi vẫn còn ngã mạn. Mặc dù cái mặt ngã mạn của bậc thánh tu đồ hoàng thì phải giống như người phàm phu mình. Rồi ở trong si thì vẫn còn phóng dật, rồi vẫn còn bị vô minh, vẫn còn bị vô minh. Cho nên vẫn đưa đến tái sanh và mãi cho đến là bậc thánh A La Hán. Khi mà vô minh được đoạn trừ, tham được đoạn trừ, sân được đoạn trừ, thì cái chữ vô minh ở đây mình hiểu đó là tới đó, thì chữ vô minh đó được hiểu đó là si, là đoạn trừ được hoàn toàn, tức là đoạn trừ được hoàn toàn tham sân si. Thì khi mà đoạn trừ được hoàn toàn tham sân si thì cái vòng vì các pháp này nó nương nhờ nhau mà sanh khởi, và bây giờ vì nó là bị cắt đứt ra. Ví dụ như là khi mà si được đoạn trừ hoàn toàn thì vô minh nó không còn nữa, mà không có vô minh thì hành nó có điều kiện sanh khởi, mà không có hành thì nó sẽ không có thức, và tương tự các pháp còn lại nó cũng không có điều kiện sanh khởi. Thì chỉ khi nào đó là mình có cơ hội bật chánh đẳng chánh giác ra đời, rồi các vị đệ tử, thánh đệ tử của ngài tu tập và chứng đắc được, rồi truyền dạy lại cho những người sau học hỏi và thực hành theo. Khi mình thực hành đúng thì lúc giờ cái đời sống luân hồi của mình nó mới bị rút ngắn dần đi, còn nếu không thì cái vòng này nó vẫn cứ tiếp tục mãi như vậy, nó không có kết thúc. Nó không có được kết thúc. Còn thiền xảo vị về y tương sinh ở đây đó, tức là biết rõ các pháp này đó là nó nương với nhau, nó sanh khởi như vậy, nó cũng loại bỏ được cái gì. Ví dụ như là nói về bốn giai cấp ở của người Bà La Môn. Người Bà La Môn họ nghĩ là gì? Họ là người sinh ra từ miệng của Bà La Môn. Rồi các giai cấp khác, mỗi một người sinh ra từ một thành phần khác của Bà La Môn. Và cho nên họ đến khi mà họ đến gặp Đức Phật á, họ nói họ là giai cấp cao vì họ được sinh ra từ cái miệng của Bà La Môn. Và họ được phép học kinh điển vì nè. Nhưng mà Đức Phật ngài nói đó là dù người Bà La Môn có hiểu như vậy, nhưng mà trên thực tế là sao? Một người Bà La Môn sinh ra vẫn được sinh ra từ một người, từ người cha là Bà La Môn và người mẹ là Bà La Môn giao phối với nhau và sinh ra người con đó. Ví dụ họ có nói là Phạm Thiên sinh ra đi chăng nữa, nhưng mà cái thực tế là sao? Vẫn sinh ra từ việc phối hợp tinh cha quyết mẹ để sinh ra người con. Tức là người ta không thấy là cái nhân duyên để cái năm uẩn này nó có mặt, mà giống như một sự ngẫu nhiên hoặc là do ai đó ban cho. Do ai đó ban cho. Còn ở trong Phật giáo thì Đức Phật ngày không có chấp nhận như vậy, mà là sự có mặt.
của một ví dụ như là mình nói là đối với con người mình hoặc là một chúng sanh nào đó, một chúng sanh nào đó thì nó đều có các pháp, đó là cái nhân duyên của nó và nó tạo ra, chứ nó không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải ai là người bằng cho. Thì người ta biết rõ đó là khi ví dụ như là khi mình còn bị vô minh thì chắc chắn sẽ tạo hành, và từ cái hành đó nó đưa ra thức, và hãy có thức thì nó có danh sắc, có sáu xứ, có xúc thọ, ái thủ hữu sanh mà là tử, và cứ như thế thì đó là nói về thiền xảo, về y tinh sinh. Nếu mình phân tích chi tiết ở trong trường hợp này đó là mình phải phân tích ra từng phần vô minh là gì, hành là gì, thức là gì, danh sắc là gì. Thì cái này sư thế các tử mình cũng có học với sư cả pháp nhiên rồi. Ở đây sư chỉ nói sơ qua như vậy thôi, tức là biết các pháp nó là nó nương với nhau, nó sanh khởi như vậy, chứ nó không phải là tự nhiên mà nó có, mà nó có nương với nhau, nương với nhau để sanh khởi. Khi mà chỉ cần có đủ duyên hội tụ thì lập tức nó sanh khởi. Yeah. Chỉ khi nào mình cái duyên đó nó không còn nữa, giống như là cái ngọn lửa khi mà nó cháy hết cái nhiên liệu, cháy hết nhiên liệu không còn gì nữa để cháy thì nó tự động nó tắt. Còn nếu mà còn thì nó cứ cháy. Về chi pháp thì nó cũng giống trên, vẫn là tâm sở tề quyền có mặt trong bốn tâm đại thiền hợp trí, bốn tâm đại tổ hợp trí, hai tâm thông và bốn tâm đạo trong sát na, biết được 12 chi y tương sinh. Đó là phần nhị đề số 22. Bây giờ nhị đề số 23 và 24. 23, 24. Ở nhị đề 23 thì mình có câu pháp số 45 và 46. 45 và... lại xin nói lộn người ta. Nãy nói lộn phần vị trí với sáu xứ rồi. Rồi cứ để riêng lá hải tinh sao. Thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. Rồi nhị đề số 24. Mình có câu pháp 47 và 48. Tức là mình có ách cho vô chát, mắt đau vô chát, chánh trực và như thuần. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái nhị đề số 23. 23. Này. Thiện xảo về vị trí. Này là nói lại một tí. Bây giờ mình đọc cái phần giải thích cho sư cái đi rồi sẽ tính ha. Giờ ai đọc cái phần giải thích ở trong 858 xảo về vị trí và phi vị trí. Dạ con xin đọc 858. Ở đây thế nào là thiện xảo về vị trí? Những pháp nào làm nhân làm duyên cho những pháp chi phát sanh thì pháp ấy là vị trí. Pháp là sự hiểu biết, hiểu rành mạch trong vị trí ấy, hiểu rõ, chấm chấm trùng, chấm chấm vô si, trạch pháp,
chánh kiến, đây được gọi là thiện xả về vị trí. Ở đây thế nào là thiện xả về phi vị trí? Những pháp nào không làm nhân, không làm duyên cho những pháp chi phát sanh, thì những pháp ấy không là vị trí. Pháp là trí hiểu rành mạch trong phi vị trí, hiểu rõ chấm 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 trùng chấm 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 vô si trạch pháp chánh kiến, đây được gọi là thiện xả về vị trí. Ở đây thế nào là chánh trực? Pháp là sự ngay thẳng, sự không cong vòng. Khoan đi, để bị trí với phi vị trí cái đi. Dạ, là ngưng hả sư? Dạ. Tức dạ, làm chánh trực với nhu thiện thuận hả? Dạ. Vị trí với phi vị trí trước đi, một đại trước đi. Dạ, con kính trường sư ạ. Rồi bây giờ ở đây nãy sư nói cái phần xứ nãy nó cũng có lộn qua bên đây một phần, nếu mà các tỉnh để ý thì thấy cái đó. Là trong giải thích ở đây là gì? Thiện xảo về vị trí, những pháp nào làm nhân duyên cho những chi phát sanh thì pháp ấy là vị trí. Pháp ấy là vị trí. Tức là nãy mình trong thiện xả về xứ á, thì trong thiện xả về xứ thì vị ấy biết rõ đó là nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ, đó là sáu đối tượng, sáu giác quan để nhận thức. Sáu đối tượng đó là sáu ngoại xứ, đó là sắc xứ, thinh xứ, vị xứ, khí xứ, vị xứ, thân xứ và ý xứ. Tức là biết rõ từng xứ, biết rõ từng xứ. Ví dụ như là khi mà mắt thấy cảnh sắc, thì viền nhã biết rõ ở đây đó là mắt thấy, và cái đối tượng của mắt ở đây đó là cảnh sắc. Đối tượng của mắt ở đây đó là cảnh sắc, thì nó cũng để đó là sao, không phải ta, không phải là của ta, chỉ là các pháp có nhân có duyên mà nó đến. Thì cái phần xứ nãy mình trình bày bao nhiêu nó là đủ. Còn thiện xảo về vị trí ở đây đó là, tức là cái nơi mà cái vị trí ở đây, tức là cái chỗ, cái nơi để mà pháp sanh khởi, cái pháp đó nương nhờ để mà sanh khởi. Ví dụ như là nhãn thức sanh khởi, nhãn thức sanh khởi thì cái nơi nương nhờ của nhãn thức đó là sắc thần kinh nhãn. Nơi nương nhờ của nhãn thức đó là sắc thần kinh nhãn. Hay là nhị thức sanh khởi thì nơi nương nhờ của nhị thức đó là sắc thần kinh nhĩ. Tỷ thức sanh khởi là nơi nương nhờ, có nơi nương nhờ đó là sắc thần kinh tỷ. Thiệt thức sanh khởi có nơi nương nhờ đó là sắc thần kinh thiệt. Rồi thân thức sanh khởi có nơi nương nhờ đó là sắc thần kinh thân. Rồi ý xứ sanh khởi, ý thức sanh khởi nó cái chỗ nơi nương nhờ đó là sắc y vật. Sắc y vật tức là vị hành giả biết được các xứ này, các vị trí, biết được vị trí của các pháp này khi mà nó sanh khởi nó phải nương nhờ ở đâu để mà nó sanh khởi được. Ví dụ như là bây giờ nhị thức mà nó sanh khởi thì nó không thể nương nhờ ở
ở sắc thần kinh, sắc thần kinh nhãn được, mà cái vị trí của nó là sao? Phải là sắc thần kinh nhĩ. Vậy hình dạng biết rõ như vậy, biết rõ như vậy, mỗi một pháp nó sanh khởi, nó có nơi cái chỗ nương nhà của nó, mà cái chỗ nương nhà đó người ta gọi nó là vị trí. Vị trí thì khi mà biết được cái vị trí của nó thì điều đó đồng nghĩa là sao? Biết được phi vị trí, tức là cái chỗ này là nó không thể sanh khởi được. Cái chỗ này không thể sanh khởi được. Ví dụ như là nếu mà sắc thần kinh nhãn thì nó chỉ là chỗ nương cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó không thể nương vào đó để nó sanh khởi được. Nó không thể sanh khởi được thì nó là phi vị trí. Phi vị trí. Thì thiện xảo về vị trí ở trong trường hợp này nó cũng là vì ở đây nó liên quan đến thiện xảo, thì nó vẫn là tâm sở tài quyền có mặt trong bốn tâm đại thiện hợp trí, bốn tâm đại tổ hợp trí, hai tâm thông và hai tâm thông, hai tâm thông. Ở phi vị trí thì chi pháp nó cũng giống nhau, giống như nói lúc nãy thôi. Thì hãy biết được cái vị trí của pháp này thì sẽ biết là sao. Nếu mà sai cái vị trí của nó thì pháp này nó sẽ sanh được. Thí dụ như là lý do tại sao mà người mà bị mù mắt họ không thể tu tập mà chứng đắc được thành kinh thiên nhãn thông. Họ không thể tu tập chứng đắc được thiên nhãn thông. Lý do là sao? Lý do là không có sắc thần kinh nhãn, không có nơi nương nhờ để nhãn thức sanh khởi, thì họ không thể rèn luyện mà tập được để phát triển ra được. Thì vị hành giả mà thiện xảo về vị trí thì sẽ biết ngay đó là người này dù họ có tu tập, cho dù họ là người tam nhân đi chăng nữa, nhưng mà đến khi bị bệnh, bị hư con mắt như vậy, thì dù họ có thực tập như thế nào đi chăng nữa, họ cũng thể chứng đắc được thiên nhãn được. Là vì sao? Vì nó có vị trí để nó sanh khởi. Nó có vị trí để nó sanh khởi. Rồi, câu nhị đề số 24. 25 hồi nãy đó là mình có là chánh trực với là nhu thuần. 24 như đề 24 mình có hai câu pháp, đó là 47 là chánh trực và 48 là nhu thuần. Bây giờ mình sẽ đọc lại cái cách giải thích về cái nhị đề số 24 này theo ở trong chánh tạng ở mục số 859. Bây giờ ai các tử nằm đọc lại cho sư cái mục 859 để giải thích về cái nhị đề số 24 này giúp sư. Dạ, yeah, dạ con đọc tiếp sư. Dạ, yeah. Ở đây thế nào là chánh trực? Pháp là sự ngay thẳng, sự không cong vòng, sự không cong queo, sự không quỷ quyệt, đây gọi là chánh trực. Ở đây thế nào là nhu thuận? Pháp là sự nhu nhuyễn, sự mềm mại, trạng thái không thô cứng, sự không cứng rắn, sự không thô thiển, thái độ khiêm nhượng, đây gọi là nhu thuận. Dạ thưa sư. Dạ con kính chân sư. Đây thật ra là cái cách giải thích. Tam nói gì hả? Thật ra thì cách giải thích ở trong chánh tạng bao nhiêu đây thì phải cách giải thích này, cách giải thích theo tạng kinh, theo cái tạng kinh thôi. Thì ở đây
cái chánh trực ở đây á, nó liên quan đến giới. À, nhưng mà để ý là nó liên quan đến đến giới, tức là không lường gạt người khác, có nói có, không nói không. À, không lường gạt người khác, có nói có, không nói không. Ừ, không không nói quanh co, trốn tránh, thì nó là chánh trực. À, ngay thẳng. Thì à, nếu mà chúng ta tìm về chi pháp á, thì à, trước đây mình chúng ta học ở trong pháp thực tính á, thì nó có hai tâm sở, một là chánh thân, hai là chánh tâm. Chánh thân, chánh tâm. Thì các tâm sở này khi mà nó sẽ hỗ trợ cho việc thần, mặc dù nó có thể có mặt trong, tại vì nó thuộc về tâm sở biến hành, tâm sở tình hạn biến hành, nó có mặt trong tất cả các tâm tình hảo, trong tất cả các tâm tình hảo. Yeah. Nhưng mà cái tâm sở này nó được phát triển mạnh, đó là nó thiên về cái khuynh hướng, đó là vì giới. Khuynh hướng vì giới, giống như là ví dụ như là tâm sở tính thì nó cũng có mặt trong tất cả các tâm tình hảo, có mặt trong tâm thiện. Yeah. Nhưng mà nó được phát triển mạnh, đó là khi mà mình thiên về niềm tin. À, thì tâm sở tính nó có điều kiện nó phát triển mạnh hơn, tức là anh nào cũng có mặt, nhưng mà trong điều kiện anh nào thuận lợi thì anh đó sẽ làm được nhiều việc hơn. À, sẽ làm được nhiều việc hơn, nó có sức mạnh hơn. Yeah. Nhưng mà các tâm này thì giống như tính chẳng hạn, thì nó chỉ có, vì nó là dạng tâm sở tình hảo, cho nên nó chỉ có mặt ở trong tâm thiện thôi. À, các tâm tình hảo thôi, nó khác với gì? Các tâm sở tợ tha. À, các tâm sở tợ tha, ví dụ như là mình nói là tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng nếu tại vì khi mình giải thích tích theo ở trong tạng kinh mà giải thích theo cái khuynh hướng bất thiện á, thì tưởng tức là nhớ lại cái này, nhớ lại cái kia, làm cho tâm dính mắc, thì người ta cứ nghĩ là tưởng nó là bất thiện. Nhưng mà thật chất là sao? Tâm sở tưởng á, nó là tâm sở tự tha, nó có thể có mặt trong tâm thiện lẫn tâm bất thiện. Thậm chí là nó là tâm sở tự tha mà biến hành, nó có mặt trong tất cả các loại tâm. Dạ. Nên tâm sở tưởng nó không phải là bất thiện, nó chỉ bất thiện là chỉ khi nào đó là nó có mặt trong tâm tham, có mặt trong tâm tham là nhớ lại cái vật gì đó mình thích, tâm chính mắt, có mặt trong tâm sân nhớ lại cái chuyện gì đó làm cho mình chẹt lên, thì lúc đó tâm sở tưởng nó là bất thiện. Dạ. Nhưng mà tâm sở tưởng mà nó có mặt trong tâm thiện á, nhớ lại cái gì mà nhớ lại đó là thuộc về tưởng. À, nhưng mà khi mà nó có mặt ở trong tâm thiện á, nhất là nó nhớ lại mà nó lại kết hợp với trí. À, ví dụ như nhớ lại những việc thiện đã được làm, bố thí cúng dường chẳng hạn, thì lúc đó tâm hoan hỷ, thì cái tưởng lúc đó nó là thiện, nó phải bất thiện. À, nhưng mà ở trong tâm sở tính hoặc là tâm sở chánh thân, chánh tâm ở trong trường hợp này, các tâm sở này thì nó khác, tại vì nó thuộc về tâm sở tình hảo, nó chỉ có mặt ở cái những có mặt ở trong cái các tâm thiện thôi, thì nó có thể là tâm thiện hợp trí hoặc là tâm thiện ly trí. À, tâm thiện hợp trí hoặc là ly trí, ví dụ như là cũng ngay thẳng, không có cong quẹo,
nhưng mà trong lúc nói đó thì nhiều khi thiếu cái trí, thiếu sự hỗ trợ của trí, nó không đẹp. Ví dụ như là cũng nói thẳng nhưng mà nó không đầy đủ được được năm chi phần thuộc về lời nói thiền ngôn. Ví dụ vậy, do nó thiếu cái sự hỗ trợ của trí. Cái đó là mình nói chánh trực. Rồi nhu thuận. Nhu thuận tức là mềm mại. Mềm mại không ở đây không có thô thiển, không có cứng rắn. Thì thực ra là ông tưởng thấy là đến khi mình người mà học hỏi mà hiểu biết được Phật pháp rõ ràng và mình có tu tập á, thì người đó không có cứng. Không có cứng là vì lúc thường là những người như vậy là sao, thường khéo tác ý. Khi mà gặp cảnh hài lòng hoặc là không hài lòng, cho nên cái từ cái tâm đó, nó điều khiển qua cái thân, người đó lúc nào cũng là mềm mại, không có cứng rắn. Chỉ sợ là sợ mà mình học dạng ba mớ rồi thực hành ba mớ thì cái đó người ta sợ. Còn nếu mà mình học hỏi đàng hoàng, mình tu tập đàng hoàng thì tại còn mình luyện tập bằng cái tâm thiện mà, luyện tập bằng cái tâm thiện mà. Và nhất là trong tu tập thì thường cái tâm thiện đó nó thường được hỗ trợ bởi trí, cho nên người cái tâm nó đã được huấn luyện, nó được huấn luyện, nó không phải là chi tô khi lắc, nó không phải là tâm hoang vu, cho nên nó rất là mềm mại, cần nói thì nói, không cần nói thì không nói, suy xét đến có lợi ích hoặc là không có lợi ích, có hại đến mình cho người khác rồi nói hoặc là không nói. Thì cái đó là cái nhu thuận. Rồi thôi tạm bao nhiêu đây ha, nhị đề số 14, 24. Thì vì sao thì chúng ta sẽ học tiếp 9 giờ nói quên 9 giờ mấy. Sao chúng ta học tiếp coi như là đến 24 mình có tất cả là 42 đề. Mà bữa nay mình học được 24 rồi là coi như là mình đã học hơn phân nửa. Đã được hơn phân nửa nhị đề kinh. Rồi xin trả mic lại cho Rung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời cô Phúc Vị. Recording stopped. À dạ. Bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư tinh tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về nhị đề kinh. Ba nhị đề là nhị đề số 22, số 23 và số 24 ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng. Dạ. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham Ma ya, Nam mô Sang Kha ya. Con kính tri ân sư, buổi học hôm nay con xin thay mặt quý cô tu nữ, cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha chaphamatha dewa nagamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanang akasatha chaphamatha dewa nagamahitika bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán tu nô gà rô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na gà ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na gà ma hi thi ca
Bốn nhang no anu mô đàn chú chi răng ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ca ma hi thi ca. Bốn nhang no anu mô đàn chú chi răng ra khan tu no sa đa. Y đăng quá ta nô bốn nhang a sa wa ka ya wa hang ho tu anagate ka le. Sa thú, sa thú. Sa thú. Buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư tinh tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ. Con kính chúc sư buổi học hôm nay.